nay mình sẽ học về một cái thằng nó được gọi là list view. List view ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình sẽ cho nó hiển thị một cái danh sách lên trên cái giao diện của mình. À, hiển thị một cái dữ liệu lên trên cái giao diện của mình ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ học một cái thằng mới, nó được gọi là list view. Được gọi là list view nha. Rồi, vậy thì bây giờ list view của mình á, mình sẽ có cái gì? Về cái phần giao diện của thằng list view này á, nó cực kỳ đơn giản. Gọi mỗi cái thằng list view ra thôi, set cho nó width 2 thôi là xong. À, nó không có custom gì nhiều về cái giao diện của thằng này. Rồi, vậy thì bây giờ công việc đầu tiên của mình tạo cho nó một cái list view. Rồi, để cho nó là map parent luôn ha. Rồi, xong. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là gì? Ngay lập tức là ở bên giao diện này mình sẽ có một cái list view ở đây. Được không? Rồi, và cái thằng này mình cũng sẽ xử lý cho thằng này đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ đặt ID cho nó. Đặt cho nó là LV hoa quả. À, LV hoa quả, list view hoa quả. Bây giờ mình muốn là gì? Hiển thị cái danh sách những cái loại hoa quả lên trên cái giao diện của mình. Được không? À, rồi, vậy thì sau khi mà mình có cái giao diện này xong, mình có cái list view này xong ha, có một cái width 2 map parent xong, đặt ID cho nó là LV hoa quả, list view hoa quả ha. Thì bây giờ mình sẽ xử lý nó nè. Xử lý nó nha. Thì bây giờ mình học cái thằng mà đơn giản nhất. Đơn giản nhất luôn, mình chưa có đụng tới model hay là đối tượng gì hết trơn á. Mình học đơn giản nhất về cái thằng list view này. Thì nó sẽ có một cái thằng nó như sau nè. Như sau nha. Bây giờ mình qua cái thằng main activity nha. Thì công việc đầu tiên của mình là gì? Mình sẽ ánh xạ cái list view. Ánh xạ list view nha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ có ánh xạ nè. Rồi, vậy thì ánh xạ thì như bình thường thôi. Gọi list view hoa quả file view by id r.id chấm lv hoa quả ha. List view ha, bình thường không có gì hết trơn nha. Rồi, bây giờ nó như thế này nè. Các bạn lưu ý khi mà mình sử dụng cái list view á, sử dụng list view hoặc là các bạn sử dụng bất kỳ một cái widget nào mà các bạn đưa một cái đoạn dữ liệu, một cái danh sách dữ liệu lên trên cái thằng widget đó, thì mình cần phải thực hiện 3 bước ha. Thực hiện 3 bước nha. Mình phải trải qua 3 bước thì nó mới đủ. Bước đầu tiên nó là cái gì? Bước đầu tiên nó chính là về phần giao diện. Có nghĩa là mình sẽ xây dựng giao diện. À, xây dựng giao diện nha. Bước thứ hai là mình còn phải có dữ liệu, hay là được gọi cái chỗ này lại gọi là data đó. À, có nghĩa là mình cần phải có cái dữ liệu để mình hiển thị lên trên cái list view đó. Hoặc là sau buổi hôm sau các bạn có thể học về spinner đúng không? Thì sao? Nó sẽ hiển thị dữ liệu lên trên spinner. Đó. Và cái thằng thứ ba nó được gọi là adapter. Adapter nha. Thì adapter này nó chính là cái gì? Adapter này nó chính là cái cầu nối giữa cái gì? Giữa cái dữ liệu và cái list view. Có nghĩa là gì? Mình muốn hiển thị toàn bộ những cái dữ liệu mà mình có đưa lên cho thằng list view, thì mình cần phải thông qua thằng adapter. Thì thằng adapter này nó chính là cầu nối thôi giữa thằng list view và cái thằng dữ liệu. Có nghĩa là nó sẽ đem dữ liệu nó up lên cho thằng list view. À, list view nó sẽ hiển thị lên, thì thằng này nó gọi là adapter. Được không? Rồi, vậy thì bây giờ bước 1 là về cái phần giao diện á, thì bây giờ hiện tại là mình chưa có cái giao diện gì hết. Thế nên là ở đây cái phần giao diện mình tạm thời mình gác lại, mình sẽ qua cái phần tiếp theo luôn. À, là cái phần dữ liệu này. Thì dữ liệu ở đây mình sẽ làm dữ liệu đầu tiên trước, là có nghĩa là gì? Dữ liệu mà nó chỉ có một cái giá trị duy nhất thôi. À, trước để cho các bạn làm quen với cái thằng list view này trước nha. Rồi, vậy thì dữ liệu ở đây mình sẽ xử lý như sau nè. Mình sẽ tạo cho nó một cái mảng một chiều có kiểu dữ liệu là kiểu string. Được không? Bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái mảng một chiều. Mảng một chiều là cái này đúng không? Có kiểu dữ liệu là kiểu string. Là có nghĩa là gì? Những dữ liệu ở trong cái mảng này thì nó sẽ mang cái kiểu dữ liệu duy nhất là kiểu string thôi. Đúng không? Rồi, sau đó là gì? Mình đặt tên cho nó tên là data. Được không? Đặt tên nó data. À, mình đặt tên nó là dữ liệu nè. Dữ liệu nè. Ok không? Rồi, sau đó là gì? Mình sẽ khởi tạo cái dữ liệu này ha. Đó. Mình sẽ đưa nó vô ổi xoài cóc mận ha. Ổi xoài cóc mận.
Đó, có nghĩa là bây giờ mình có một cái dữ liệu, một cái mảng dữ liệu có ổ xoài cóc mận ở đây. Bây giờ mình muốn là gì? Đưa cái ổ xoài cóc mận này lên trên cái giao diện của mình và được hiển thị theo dạng là list view, có nghĩa là theo dạng danh sách. Được không? Ha, theo dạng danh sách nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình đã có dữ liệu rồi, đúng không? Rồi, thì sau khi mà mình có dữ liệu này xong, dữ liệu này là dữ liệu đơn giản đầu tiên nha, thì bây giờ mình sẽ qua cái xử lý cái adapter. Thì cái adapter này á, thứ nhất các bạn có thể tự custom cái adapter, có nghĩa các bạn tự tạo cái adapter ra riêng cho mình, hoặc là các bạn có thể sử dụng một số cái adapter mà nó xử lý sẵn cho mình rồi. Mình chỉ cần gì, gọi đúng cái adapter đó thôi và mình sẽ thực hiện những cái thao tác, mình truyền những cái dữ liệu vô trong adapter đó thì nó vẫn hiển thị ra được cái giao diện như bình thường, giao diện danh sách như bình thường ha. Vậy thì bây giờ đối với cái kiểu dữ liệu là một cái mảng kiểu string thì mình sẽ sử dụng cái thằng adapter đầu tiên, adapter dễ nhất, nó chính là thằng array adapter. Array adapter nha. Rồi, vậy thì thằng array adapter này là một cái thằng mà thằng Android nó đã xử lý sẵn cho mình rồi. Mình chỉ cần gọi nó ra và truyền một số thông số cần thiết cho thằng array adapter này nó hoạt động là xem như là nó xong. Rồi, vậy thì bây giờ array adapter mình sẽ làm như sau nè. Mình gọi cho nó một cái array adapter. Gọi cho nó một cái array adapter nha. Thì ở trong thằng array adapter này nó yêu cầu mình phải truyền để cho nó biết được là gì, những cái dữ liệu mà nó hiển thị trong array adapter á là nó là kiểu dữ liệu gì. Thì bây giờ mình có một cái kiểu dữ liệu duy nhất, nó là kiểu string thôi, đúng không? Tại vì mình có một cái mảng là mảng string, thế nên là gì, bây giờ mình muốn hiển thị lên thì những cái kiểu dữ liệu mà nó những cái dữ liệu mà hiển thị lên list view nó là kiểu string. Vậy thì chỗ array adapter này nè, mình mở ngoặc ngoặc nhọn này ra, đúng không? Ngoặc nhọn lớn bé này ra nè, thì mình sẽ truyền vô trong cái ngoặc nhọn lớn bé đó là chữ string. Có nghĩa là để mình biết được là trong thằng array adapter này dữ liệu mà mình cần hiển thị nó sẽ là kiểu dữ liệu là kiểu string. Ha. Rồi, sau đó là mình sẽ đặt tên cho cái adapter này, mình đặt tên cho nó tên là adapter luôn. Để cho mình dễ, mình tiện mình xử lý. Rồi, sau đó là khởi tạo cái adapter. Được không? Ha, khởi tạo cái adapter nha. Rồi, thì trong cái thằng array adapter này nè, mình xuống hàng một xíu nha, xuống hàng để cho các bạn dễ coi. Đó. Rồi, trong thằng adapter này nè, mình sẽ truyền cho nó tổng cộng là 4 dữ liệu, 4 cái giá trị mình truyền vào. Thì cái giá trị đầu tiên mà mình truyền vào nó chính là context. Thì context ở đây được hiểu là gì? Là cái chỗ nào mà mình gọi cái array adapter này nè. Vậy thì hiện tại mình đang ở đâu? Mình đang ở thằng main activity. Thế nên là cái context ở đây nó chính là main activity. Chính là cái chỗ mà gì mình gọi cái array adapter này nè. Vậy thì cái dữ liệu đầu tiên mình truyền vô nó chính là main activity.list. Nó cần biết được cái context là cái chỗ mà mình gọi cái array adapter này là cái thằng nào. Rồi, cái thằng thứ hai mà mình truyền vô trong array adapter này nó chính là gì? Nó chính là cái giao diện. Các bạn thấy ở đây nè. Cái thằng giao diện ở đây á là tạm thời mình đang bỏ qua. Vậy thì làm sao để mình có thể truyền vô thằng array adapter này một cái giao diện để nó hiển thị lên? Thì cái giao diện ở đây nó chính là cái gì? Giao diện ở đây chính là cái giao diện của từng cái item, có nghĩa là từng cái phần tử mà nó hiển thị lên trên cái list view của mình á, là mình sẽ có giao diện hiển thị như thế nào. Đấy, vậy thì bây giờ cái giao diện của mình chưa có làm. Vậy thì ở đây mình có thể sử dụng một cách, đó là gì? Mình sẽ sử dụng những cái layout có sẵn ở trong hệ thống Android, nó tạo sẵn ra riêng cho mình. Nó tạo sẵn cho mình chỉ cần là gì, gọi đúng cái layout đó và mình sẽ thực hiện cái việc là gì, xử lý dữ liệu trên layout đó thôi, mình không cần phải tạo ra cái giao diện nào hết. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái giao diện đó bằng cách là gì, các bạn thấy ở trên này nè, để mà mình gọi một cái layout á, ví dụ như là thằng activity main này nè, để các bạn gọi một cái layout thì mình sẽ gọi là gì, r.layout, đúng không, rồi chấm tên của cái thằng layout đó. Bây giờ mình tạm thời bây giờ mình lấy cái layout của hệ thống, vậy thì bây giờ mình gọi thì mình sẽ gọi như sau này, đối với những cái thằng nào, cái file nào mà của hệ thống á, thì mình sẽ có cái chữ Android ở đầu tiên. Vậy thì ở đây nó sẽ là gì, Android viết thường nha, chấm r chấm layout đó, các bạn thấy ha, Android chấm r chấm layout. Thì khi mà các bạn gọi Android như thế này có nghĩa là gì, mình sẽ sử dụng những cái file mà của hệ thống nó tạo sẵn cho mình. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi là gì, android.r.layout chấm, bây giờ mình chấm cái gì này, thì ở trong này các bạn sẽ thấy khi mà mình chấm cái layout ra nó có rất là nhiều cái layout ở đây,
Thì bây giờ mình sẽ làm cái thằng đầu tiên mà các bạn thường hay gặp nhất, đó chính là thằng symbolic item 1. Ha, thằng symbolic item 1 này nè, thì mình sẽ chọn cái symbolic item 1. Rồi. Vậy thì cái thằng symbolic item 1 này là cái thằng nó như thế nào? Rồi, mình biết là trong cái thằng symbolic item 1 này nè, giao diện của thằng symbolic item 1 này là cái giao diện mà trong đó nó có một cái thằng test view ở trong đấy. Nó có một cái thằng test view ở trong đó. Rồi, tại làm sao mà mình biết được là cái thằng symbolic item 1 này nó có một cái test view trong đấy? Vậy thì ở đây các bạn chỉ cần nhấn giữ cái phím control của mình ấy. Nhấn giữ phím control ha. Rồi sau đó là gì? Các bạn rê chuột vô cái symbolic item 1 á, các bạn sẽ thấy là mình list được nè. Mình nhấn click vô một phát thì các bạn sẽ thấy là gì? Ở đây nó sẽ bung ra cho mình cái layout tên là symbolic item 1, và cái chỗ này nó tô màu vàng nè. Cái tô màu vàng ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thằng này là cái file của hệ thống và các bạn không được phép chỉnh sửa. Các bạn chỉ được phép dùng thôi. Các bạn không có chỉnh sửa được cái thằng này nha. Chỉnh sửa cái thằng này là coi chừng nó lỗi. Ha, cái này các bạn không được phép chỉnh sửa nha. Thì các bạn sẽ thấy ở trong này, trong cái thằng mà symbolic item 1 này, nó chỉ có một cái thằng duy nhất là thằng test view thôi. Các bạn thấy này, nó tạo sẵn cho mình một cái thằng test view và nó set cái ID sẵn cho mình là cái ID của thằng test view này nó có ID tên là test1. Đó, các bạn thấy không? Cái ID của mình là test1 nha. Thì cái thằng ID này nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng nha. Các bạn phải biết được là khi các bạn sử dụng cái layout nào thì mình sẽ biết được là trong cái layout đó nó có những widget nào và những widget đó nó có ID như thế nào. Để tí nữa mình set cái dữ liệu lên trên cho nó đúng ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sử dụng cho nó một cái layout tên là android.r.layout.symbolic-item1, có nghĩa là một cái layout của hệ thống này. Rồi, vậy thì ở đây mình đã có layout rồi. Mình có layout của từng cái item hiển thị lên trên list view rồi. Vậy thì bây giờ cái thằng số 3, thằng số 3 ở đây nó chính là gì? Nó chính là ID của cái widget nào mà mình muốn cần hiển thị cái dữ liệu lên trên cái widget đấy. À, vậy thì cái ID này á, mình sẽ tính như thế nào? ID này nó sẽ tính là như thế này nè. Ở trên này á, là mình khai báo cái layout. Thì nó sẽ tính cái ID dưới này, có nghĩa là gì? Ở trong cái layout này nè, thì mình muốn xét cái dữ liệu của mình đó lên trên cho thằng widget nào. Lên cho thằng widget nào thì mình sẽ đưa cái ID của thằng widget đó vô trong cái biến số 3 này. Được không? Vậy thì bây giờ trong thằng symbolic item 1 này nó chỉ có một cái thằng test view thôi. Vậy thì bây giờ làm sao? Mình sẽ đưa cái dữ liệu đó lên trên thằng test view để nó hiển thị. Vậy thì ngay cái chỗ này mình sẽ đưa cái ID của cái thằng test view. Vậy thì ID của thằng test view nó sẽ là gì? ID này vẫn là ID của hệ thống đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ là gì? android.r.id.test1. Đó, ha. Rồi, và cái cuối cùng mà mình truyền cho adapter này nó chính là gì? Nó chính là dữ liệu mà mình hiển thị lên list view. Vậy thì ở đây nó sẽ là dữ liệu nè của mình. Đấy, nó chính là dữ liệu nè của mình ha. Rồi, vậy thì khi mà các bạn có đầy đủ cái adapter này xong thì các bạn chỉ còn làm thêm một cái thao tác nữa là gì? Gọi đúng cái list view của mình, là list view hoa quả của mình á, mình chấm set adapter. Và mình truyền cái adapter mà mình mới vừa config ở phía trên này vô. Thì ngay lập tức khi mà các bạn chạy lên thì các bạn sẽ thấy được là gì? Giao diện của mình nó sẽ hiển thị cho mình một cái danh sách bao gồm có 4 cái dữ liệu, đó là ổi xoài cóc mọn mà mình để ở trên cái dữ liệu này của mình. Đây. Ha, các bạn sẽ thấy đây, nó sẽ có 4 cái item tương ứng với 4 cái dữ liệu ở đây. Ha, ví dụ như bây giờ mà các bạn thêm vô nữa cam width gì đó nữa thì sao? Thì nó vẫn hiển thị được như bình thường nha. Có nghĩa là nó sẽ lấy cái dữ liệu này, nó sẽ add lên trên cái list view của mình. Đó, các bạn thấy ha, ổi xoài cóc mọn cam width ha. Đấy, đó là cái cách mà mình sẽ sử dụng array adapter ha. Mình nói lại một lần nữa cái cách sử dụng array adapter này. Trong thằng array adapter này mình sẽ truyền cho nó 4 giá trị. Giá trị đầu tiên nó chính là nơi mà mình gọi cái array adapter. Thì nơi mà mình gọi array adapter hiện tại ở đây nó chính là main.activity.dis. Đúng không? Đây, mình đang ở main activity. Vậy thì cái chỗ mà mình gọi nó chính là thằng main activity. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi là main activity.dis. Cái thằng thứ hai nó được gọi là cái gì? Cái thằng này nó được gọi là cái layout của từng cái item hiển thị lên trên list view. Có nghĩa là gì? Đây nè. Layout của từng item có nghĩa là đây. Đó, một cái item. Một cái item này ha, nó tính một cái dữ liệu như thế này là một cái item. Thì cái giao diện symbolic item 1 nó chính là cái thằng này nè. Đó, nó chính là cái ô này nè. Được không? Nó chính là cái ô này nè.
Vậy thì cái giao diện này nó chính là từng ô ở đây ha, nó chính là thằng Symbolic Item 1 này nè. Và còn cái thứ ba này nó là gì? Nó chính là cái ID của cái widget nào mà nó nằm ở trong cái giao diện mà mình mới vừa khai báo phía trên á, mà mình muốn add, mình muốn đưa cái dữ liệu lên trên cái widget đó, thì mình sẽ gọi cái ID của thằng đó ra. Ví dụ như ở đây mình muốn đưa cái dữ liệu lên trên cái thằng test view thì sao? Test view ở đây trong cái thằng Symbolic Item 1 này nó có ID là test1. Vậy thì ngay chỗ này mình muốn đưa lên cho thằng test1 thì ở đây mình sẽ gọi cho nó là android.r.id test1 ha. Rồi và sau đó cái cuối cùng nó chính là gì? Dữ liệu mà mình cần muốn đưa lên. Vậy thì ở đây nó chính là cái file dữ liệu nè, cái mảng 1 chiều của mình ở đây. Rồi và sau đó là gì? Các bạn gọi cái danh sách, các bạn chấm set adapter, truyền cái adapter các bạn mới vừa config ở trên này, thì ngay lập tức là gì? Nó sẽ hiển thị lên được cái danh sách ở đây. Ha, hiển thị lên được cái danh sách ở đây nha. Đó là cái cách đầu tiên mà các bạn xử lý về cái thằng adapter, mình sử dụng array adapter trên thằng list view.